Bộ này đẹp mà, xuất sắc luôn. Áo min, áo min. Để cho em cái quần size nào vừa đi. Cái quần này á hả? Cái quần này hả? Chị không nghĩ là em sẽ vừa. Em ra nhiêu ký nhỉ? Dương Nhi em bao nhiêu ký? Dương Nhi gầy má. Dương Nhi để ý là không có size nhỏ đấy chứ, sợ không có size. Em bao nhiêu ký Nhi ơi? Thấy sướng bằng em mà. Bằng em hả? Ừ, cao bằng em mà lại không vừa cái gì. Ai biết ai nhớ. Nhi ơi bao nhiêu ký báo chị nhé, chị tìm cho size nào ok. Quần này cực kỳ đẹp luôn á. Lên giá cực kỳ dễ thương này. Quần này là bụi đời chợ lớn đây. Nhà ai thích bụi đời chợ lớn là cứ vào nhà Thảo. Đó, đẹp không? Hốt từ cái áo hốt luôn nha, đang sale 50 nè. Còn 110 thôi. Em sale trên livestream thôi nha cả nhà. Em chỉ cho em vừa là chị vừa. Ok chị để em để em mặc. Để em mặc là được. Chị Thiện. Áo là vừa rồi, còn quần là để em bận lại là ok. Một bộ 250 chị nhá, 255 nữa là 250. Mà tao mặc ở quê sợ mấy bà già chê. Em mà phải sợ, bà già chê làm sao? Sống phải đạp đổ dư luận mày ơi. Mày cười lại. Thì không nghĩ là có ai chê được em cơ đấy. Mày cười lại cho tao, mày mặc tây như thế mà còn gì mày thà mày mặc rách rưới đi, nó là người ta nói làm sao? Tao mày mặc quần tây mà trời ơi kỳ cục. Ê quần này đẹp mà, lấy mày. Mày mặc vừa size này luôn á. Em 49kg, ok 49kg bằng vải con Huyền. Vậy là mặc quần này nhá. Bằng mấy con Huyền này em nhớ. Bằng mấy bé Huyền. Dương cao vừa bằng em luôn. Dương bằng tuổi Huyền á. Bằng tuổi hả? Ừ. Thế là giờ biết rồi. Vậy thì lấy cho Dương một cái quần.